Vâng, chào mừng các bác chơi BCB trên mọi miền ở Tổ quốc ạ. Thì hôm nay em sẽ tiếp tục làm một video ngắn để giới thiệu cho các bác một số mẫu bơm cao áp để mình dùng cho bơm BCB Taekwondo FX truyền thống nhé các bác. Trước khi đi giới thiệu về cụ thể chi tiết các mẫu bơm thì em nói qua về phương thức mua bán hàng bên em luôn. Bên em là một đơn vị mua bán hàng online uy tín, ship hàng COD trên toàn quốc. Quyền lợi của anh em nhận hàng và kiểm tra hàng. Đúng là anh em đặt thì anh em sẽ thanh toán. Vâng, cũng không phải để anh em chờ đợi lâu nữa, sau đây em sẽ đi vào giới thiệu hai mẫu bơm bình dân nhé cho các bác tham khảo. Đây em sẽ giới thiệu cho các bác cái mẫu bơm bình dân này đi. Đây là mẫu bơm đây em giới thiệu cụ thể chi tiết nhé. Chân là chân gấp cánh én, mình có thể gấp được vào khi đi rừng, các bác có thể gấp vào và đút ba lô đi rừng thì rất chi là tiện nhé. Đồng hồ thì đồng hồ to, đồng hồ dầu to nhá, lọc ẩm to đấy, đồng hồ to lọc ẩm to thì nhãn hiệu con hổ nhá, rất chi xịn sò nhá. Cái này bên em đang bán với giá 900.000, bao ship đến tận nhà cho các bác đấy. Thì em sẽ giới thiệu con đơn tiếp theo, con này cũng chân gấp cánh én, logo cũng logo con hổ nhá, đồng hồ cũng đồng hồ to nhá, lọc dầu đồng hồ to nhá các bác nhá. Đấy, đồng hồ to lọc ẩm bé đấy, cũng rất chi xịn sò, được rất chi nhiều các bác đang tin tưởng và sử dụng rất chi là nhiều nhá. Cái bơm này thì bên em đang bán với giá 800.000, bao ship bên tận nhà cho các bác nhá. Đấy, một mức giá rất chi là hợp lý để các bác có thể tham khảo và sắm một cái chiếc bơm về mình bơm cho BCB Taekwondo FX truyền thống nhá. Phụ kiện nó đi kèm thì đủ các phụ kiện nhé. Một cái túi rong xin, một cái túi lọc ẩm để các bác có thể thay thế, và một cái cà lê đa năng để mình tháo ra mình cho nước vào làm mát nhé các bác nhé. Đấy, thì các bác nào mà chưa có bơm, cần mua bơm hãy liên hệ trực tiếp bên em để bên em tư vấn và bán cho các bác những chiếc bơm ưng ý nhất nha các bác nhé. Và một video ngắn em làm đến đây thôi. Nếu các bác mà xem được video của em thì hãy cho em xin một nút like và một nút chia sẻ và hãy đăng ký kênh để ủng hộ em nhé các bác nhé. Em xin chào và hẹn lại các bác ở những video tiếp theo của em ạ.